Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Chào bà con. Trong thời gian vừa qua thì có một số bạn gửi email đến cho tôi và hỏi với nội dung như sau. Theo luật sư, có phải cứ đòi nợ thuê là giang hồ? Thì để trả lời câu hỏi này đến bà con được rõ, thì về mặt pháp lý, nếu cách hiểu này thì hoàn toàn chưa được đúng lắm. Bởi với lẽ là đòi nợ thuê là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thì đối với quy định về quy định chung của thành lập doanh nghiệp, thì đối với ngành nghề này phải có quy định cụ thể, như là chủ doanh nghiệp là giám đốc điều hành của công ty phải có trình độ là đại học chuyên ngành về quản lý kinh tế, luật hoặc an ninh trở lên. Điều kiện tiếp theo là doanh nghiệp phải có vốn pháp định là từ 2 tỷ trở lên. Đấy. Còn như giang hồ thì mọi người cũng đã hiểu về giang hồ là như thế nào. Thì chúng ta cũng nên hiểu nôm na là doanh nghiệp đòi nợ thuê là một cái doanh nghiệp đủ điều kiện được coi như nhà cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cấp giấy phép để thực hiện cái công việc là đi đòi nợ thuê và đúng với quy định của pháp luật. Còn trường hợp về giang hồ thì có thể là một cá nhân hoặc là nhóm mà không đủ điều kiện, gọi là không đủ trình độ, không đủ kiến thức và không được pháp luật công nhận đấy để thực hiện cái lĩnh vực là cái nghề nghiệp là đi đòi nợ thuê. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Còn đối với cái doanh nghiệp đòi nợ thuê thì chỉ có được thực hiện cái việc đi đòi nợ các cái khoản nợ là có căn cứ, các khoản nợ hợp pháp và phải đến hạn. Đấy, như mọi người đã cùng hiểu là trong trường hợp là cái khoản nợ đó chưa đến hạn thì công ty đòi nợ thuê này cũng không thể có cái quyền để đi đòi. Đấy, tại vì là các bên đã hứa hẹn với nhau là phải đến kỳ hạn đó mới trả. Đấy thì phải chờ đến hạn đó, thì những trường hợp mà bên có nợ mà không trả cho chủ nợ thì mới có cái quyền để đi đòi. Và đối với các cái khoản nợ như đã được khởi kiện ra tòa án hoặc là cơ quan nhà nước thẩm quyền giải quyết bằng một cái quyết định bản án, thì đối với quy định pháp luật thì trong trường hợp này công ty đòi nợ thuê là cũng không được quyền để đòi các khoản nợ này, mà ở đây là có thể là phải bên chủ nợ phải chuyển cái hồ sơ đó tới cơ quan thi hành án để được thực hiện thủ tục coi như là thi hành án theo quy định pháp luật. Còn mọi người chú ý thêm là thẩm quyền và các cái hành vi của doanh nghiệp đòi nợ thuê là không được là xâm phạm đến như tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của chúng ta. Đấy, tôi đặt ví dụ trong thời gian vừa qua thì có những công ty đòi nợ thuê đã lấy với danh nghĩa là doanh nghiệp công ty đòi nợ thuê đấy để thực hiện các cái hành vi như là dùng các sơn rồi mắm tôm rồi tạt vào nhà gây sức ép, hoặc là tới để cưỡng đoạt cái tài sản của chúng có nợ, hoặc là có những hành vi như bắt giam đấy, hoặc là hăm dọa, hoặc là cũng gây thương tích đối với con nợ để nhằm mọi cách gây sức ép cho con nợ trả nợ. Như vậy hoàn toàn những cái hành vi như vậy là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Thì để tránh được những cái trường hợp như vậy thì nếu ai bà con mà gặp cái trường hợp này thì mọi người cũng có những bình tĩnh để có cái cách xử lý cho hợp lý. Là đầu tiên khi mà có nhân viên đòi nợ thuê tới gặp mình để thực hiện việc đòi nợ thì chúng ta phải yêu cầu họ cho mình xem hồ sơ pháp lý của họ là đủ điều kiện là nhân viên của công ty đòi nợ và được chủ nợ ký hợp đồng rõ ràng. Đấy, cả cái khoản nợ của mình là đủ căn cứ hợp pháp. Nếu chúng ta phối hợp để làm việc tốt được thì cái đó là cái việc tốt. Còn trong trường hợp mà những nhân viên đó có những cái hành vi vi phạm pháp luật như tôi đã nêu ở trên đó, thì mọi người cũng chú ý bình tĩnh, có thể ghi âm ghi hình hoặc là coi như là thực hiện cái việc là làm đơn để trình báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nơi địa phương của mình để được kịp thời xử lý đó, để bảo vệ cái tính mạng, sức khỏe, tài sản cho mình. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí.
qua đây thì tôi cũng tư vấn ngắn gọn về cái chủ đề này để bà con được rõ. Và trong quá trình cuộc sống bà con có những thắc mắc gì về pháp luật thì hãy gọi điện thoại đến cho tôi là luật sư Mai Tiến Luật để được tư vấn hoàn toàn miễn phí với số điện thoại 0908648479. Thì tới đây thì tôi cũng chúc bà con được sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bà con những video lần sau. Xin chào.